Chào tất cả các bạn, thì hôm nay Lon sẽ dẫn bản tin video kỳ này. Lon sẽ giới thiệu đến các bạn những cái chiếc điện thoại có thiết kế độc đáo và lạ mắt. Với những chiếc điện thoại mới ra mắt và đặc biệt là chiếc điện thoại siêu sang Lamborghini Alpha One mới có mặt ở thị trường Việt Nam. Đầu tiên, smartphone siêu sang của Lamborghini về Việt Nam có giá là 55 triệu. Đây là chiếc điện thoại di động sử dụng màn hình cảm ứng có kích thước 5.5 inch, khung thép không gỉ, mặt lưng bằng da với những đường chỉ khâu tay. Ra mắt từ tháng 5 năm ngoái đến giờ, mẫu smartphone siêu sang có tên là Tonino Lamborghini Alpha One mới chính thức trình làng tại Việt Nam. Theo nhà sản xuất, Việt Nam là thị trường thứ 6 đón sản phẩm này sau Nga, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập. Alpha One là thế hệ di động thứ 3 sau các sản phẩm như 88 Tarik hay Antares. Máy sử dụng màn hình cảm ứng 5.5 inch, độ phân giải là QHD, RAM 4GB, dung lượng lưu trữ là 128GB, chạy Android 7.1 và pin là 3250mAh. Hãng sản xuất gọi đây là một sản phẩm Technology Luxury, nghĩa là kết hợp giữa yếu tố công nghệ và xa xỉ. Model lần này dùng con chip khá cũ kỹ là Snapdragon 820. Thực tế thì các hãng di động xa xỉ chưa bao giờ sẵn sàng chạy đua cấu hình với các di động phổ biến hiện nay. Thiết kế mới là điểm nhấn của các mẫu sản phẩm này. Mặt lưng của máy dùng da Italy với những đường chỉ khâu tay. Bên dưới có đính kèm tên gọi sản phẩm. Lớp da này khá là mềm, ôm tay. Khung máy thì được làm từ thép không gỉ, được cho là cứng hơn cả titanium, nút nguồn thiết kế tinh xảo. Cạnh viền lần này được làm to bản, dày và tạo cảm giác cứng cáp. Cụm camera được làm nổi bật, bên dưới là cảm biến vân tay và logo bò tót quen thuộc của thương hiệu Lamborghini. Máy sử dụng cổng USB-C, độ mỏng đạt 9.3mm, nặng 199g. Sản phẩm này cho cảm giác cầm khá nhẹ so với kích thước của nó. Ngoài điểm đặc biệt về chất liệu, giao diện của Alpha One cũng được tùy biến riêng. Thông số về camera của máy bao gồm camera sau 20MP và camera trước 8MP. Tại Việt Nam, thiết bị này có giá bán 55 triệu đồng. Đến những bản trải nghiệm của Zenfone 5 đã được đưa về Việt Nam, dự kiến là sẽ bán ra thị trường vào tháng 4 và tháng 5, nhưng mà giá bán thì chưa được tiết lộ. Ngoài bộ đôi Galaxy S9 vẽ 9 lớp, Zenfone 5 cũng là sản phẩm thu hút tại triển lãm MWC vừa qua. Điểm nổi bật nhất trên sản phẩm này chính là cụm màn hình tràn viền với kích thước là 6.2 inch với tỷ lệ hiển thị hơn 90% theo công bố của hãng và phần tay thỏi giống như iPhone X. Màn hình này sử dụng công nghệ LCD, khả năng hiển thị ấn tượng. Máy gần như không bị đổi màu ngay cả khi đặt ở góc nghiêng. Kích thước màn hình lớn, thiết kế tràn viền nên máy trông nổi bật. Cụm camera này gồm một camera chính 12MP, khẩu độ f1.8 và camera thứ hai độ phân giải 8MP, hỗ trợ chụp góc rộng. So với iPhone X, cụm camera này thon gọn hơn, cũng không lòi cao bằng. Zenfone 5 sử dụng con chip Snapdragon 636, RAM 4 hoặc 6GB, dung lượng lưu trữ trong 64GB và pin là 3300mAh. Hãng có thêm một phiên bản Zenfone 5Z sử dụng chip 845, nhưng nhiều khả năng model này không được bán tại Việt Nam. Trong khi đó, Zenfone 5 có thể lên kệ vào tháng 4 hoặc tháng 5, thì giá bán chưa được tiết lộ. Tai thỏ, phần đáng chú ý nhất trên sản phẩm này chưa được tối ưu sâu. Với các cài đặt mặc định của máy, màn hình hiển thị sẽ tràn lên phần xung quanh tai thỏ. Với chất lượng phần cứng cao cấp, cấu hình khá mạnh, Zenfone 5 có thể được định vị ở phân khúc cận cao cấp khi lên kệ tại Việt Nam. Thông tin cuối cùng mà VChannel muốn gửi đến các bạn đó chính là smartphone lạ tràn viền hơn cả iPhone X và Samsung S9, S9 Plus, đó chính là Dugi Mix 4. Hầu hết các hãng sản xuất điện thoại hiện nay đều đi theo xu hướng thiết kế smartphone không viền màn hình ở mặt trước. Tuy nhiên vẫn có một nhược điểm nhỏ về vị trí đặt camera, loa thoại và cảm biến, dẫn đến màn hình tai thỏ như hiện nay. Tuy nhiên, mới đây Dugi đã tìm ra cách khắc phục nhược điểm này, đem đến thiết kế hoàn mỹ hơn cho một chiếc smartphone không viền. Mặt trước có lẽ là điểm nhấn quan trọng nhất của smartphone không viền Dugi Mix 4. Với màn hình chiếm toàn bộ không gian hiển thị mặt trước, toàn bộ phần camera trước, loa thoại và cảm biến được thiết kế thông minh ở phía bên dưới, cho phép người dùng trượt lên để tương tác khi cần sử dụng. Mặt lưng của máy là cụm camera kép và đèn LED LED. Có phải bạn đang thắc mắc không biết cảm biến vân tay được đặt ở vị trí nào? Theo hình ảnh minh họa cho bản demo, Dugi Mix 4 sẽ được trang bị cụm cảm biến vân tay ngay bên dưới màn hình, một thiết kế hoàn mỹ mà các hãng sản xuất smartphone đang hướng tới. Khi so sánh tổng thể kích thước mặt trước với độ lớn màn hình lên tới 5.99 inch, nhưng kích thước tổng thể của máy thậm chí còn nhỏ và gọn hơn rất nhiều so với 6.2 inch trên Samsung Galaxy S9 Plus. Tuy chưa lộ diện cấu hình đầy đủ nhưng với bản demo của Dugi Mix 4 hiện tại đã khắc phục được hầu hết các nhược điểm về thiết kế hình dạng màn hình hiển thị mặt trước bằng cách tách điện thoại ra làm hai nửa, đưa phần camera, loa thoại và cảm biến xuống cạnh dưới,
cho phép người dùng trượt lên từ trên xuống để tương tác khi cần. Liệu Google Mix 4 có trở thành xu hướng thiết kế của smartphone không viền màn hình tiếp theo, sánh ngôi của thiết kế tai thỏ hiện nay? Bản tin VNEW kỳ này đã kết thúc. Thì các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của mình để theo dõi những bản tin kỳ sau nhé. Bye bye!